Chào mừng quý vị và các bạn đón xem bản tin thời sự tuần này của Thời báo Tân Di Dân Toàn Cầu. Tôn trọng đa dạng văn hóa, từ 23 tháng 3, tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo chính thức bắt đầu. Từ ngày 23 tháng 3, tháng ăn chay Ramadan mỗi năm một lần của người Hồi giáo chính thức bắt đầu. Trong suốt tháng lễ này, tất cả các tín đồ đạo Hồi đều phải thực hiện nghiêm túc quy định, không ăn, không uống, không hút thuốc, không được đưa bất kỳ thứ gì vào miệng từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Ngày 22 tháng 4 là năm mới của người Hồi giáo, tương đương với Tết âm lịch của người Hoa hay Giáng sinh của các quốc gia Âu Mỹ, là ngày lễ quan trọng nhất của các quốc gia Hồi giáo. Trạm thu dung của Sở Di dân Milan đã chuẩn bị thêm đồ bổ dưỡng cho những người giam giữ theo đạo Hồi, giúp họ yên tâm trải qua tháng Ramadan. Tân di dân người nước ngoài làm thế nào để nhận trợ cấp 6.000 đài tệ của chính phủ? Chính phủ Đài Loan phát trợ cấp 6.000 đài tệ cho người dân, không chỉ công dân Đài Loan mới được nhận, mà tân di dân người nước ngoài đã có thể cư trú vĩnh viễn để có thể nhận khoản trợ cấp này, nghĩa là nộp thuế đầy đủ. Hiện nay có 5 phương án chính hỗ trợ người dân nhận tiền, bao gồm đăng ký chuyển tiền vào tài khoản, nhận tiền mặt qua ATM, bưu điện, chuyển thẳng vào tài khoản và phát tiền theo danh sách tại các phòng hào lánh. Bắt đầu từ 8 giờ ngày 22 tháng 3, người dân có thể lên trang web 6cash4everyone, nhấn vào đăng ký tài khoản để bắt đầu đăng ký nhận trợ cấp 6.000 đài tệ. Ngoài ra, cũng có thể đến các máy ATM của ngân hàng được chỉ định, sau đó nhập số chứng minh thư hoặc số thẻ cư trú để nhận tiền mặt. Sở Di dân tổ chức lễ trao giải cuộc thi dự án thúc đẩy đa dạng văn hóa và lối sống tích cực. Ngày 18 tháng 3 vừa qua, Sở Di dân đã tổ chức lễ trao giải và phát biểu về thành quả đạt được trong cuộc thi dự án thúc đẩy đa dạng văn hóa và lối sống tích cực. Ông Trung Cảnh Khôn, giám đốc Sở Di dân cho biết, các đội được chọn lần này đến từ các quốc gia khác nhau như Indonesia, Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Malaysia và Trung Quốc đại lục. Tất cả các thành viên đều phải hoàn thành các khóa học lý thuyết và thực tiễn đa dạng văn hóa, giới thiệu về ICARD và thiết kế phương án và thực hiện kế hoạch hành động. Có 10 đội thi đã được trao giải thưởng, mỗi đội nhận được tiền thưởng lên tới 80.000 đài tệ. Ngoài ra, Sở Di dân còn đặc biệt lựa chọn 3 đội thi xuất sắc nhất để tặng thêm 6.000 đài tệ, giúp để họ tiếp tục cố gắng. Chuyên án mở rộng vận động người nước ngoài khi lưu trú quá hạn đầu thú về nước. Trạm phục vụ thành phố Đài Bắc mới đây đã tiếp nhận xử lý thủ tục đầu thú cho vợ chồng sản phụ người Indonesia, hai người mong muốn nhanh chóng trở về nước trước khi tháng ăn chay Ramadan bắt đầu để đón em bé chào đời. Trạm phục vụ huyện Nô Lực vừa qua để thăm một tiệm kinh doanh đồ uống của tân di dân, kêu gọi chủ kinh doanh cùng tham gia tuyên truyền chuyên án, chủ động đầu thú. Trạm phục vụ thành phố Đào Viên mới đây cũng hỗ trợ một bà cụ đến Đài Loan thăm thân bị cư trú quá hạn và được con gái và cháu trai đồng hành ra trình diện. Trạm phục vụ thuộc Sở Di dân huyện Bình Đông khởi động chuyển xe phục vụ lưu động đến Cảng Đông để tuyên truyền chuyên án cho các thuyền viên nước ngoài làm việc tại đây.